Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Ẩn số thế giới. Anh em nghe rõ, nằm mơ thấy quan tài là điềm báo gì, hên hay xui? Theo các chuyên gia giải mã giấc mơ, nằm mơ thấy quan tài không phải là điều gì ghê rợn hay đáng sợ, mà ngược lại, nó là điềm báo bạn sắp được đổi đời, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bạn không nên hoảng hốt khi mơ thấy những hình ảnh liên quan đến quan tài. Thông thường, những giấc mơ như thế này thường là điềm báo rằng tiền bạc và tài lộc sắp đến với người mơ trong thời gian sắp tới. Hãy cùng kênh Ẩn số thế giới tìm hiểu những giấc mơ liên quan đến quan tài và những bí ẩn thú vị xung quanh nó. Thứ nhất, hai từ quan tài có nghĩa là gì? Hiện nay có rất nhiều định nghĩa khác nhau về quan tài, như quan tài là vật dùng để đựng xác người chết, cho dù xác đó được hỏa táng hay chôn cất. Quan có nghĩa là cửa, của cải là tiền bạc. Nói chung chỉ dành cho vật chất. Quan tài có nghĩa là ai sống trên đời này đều phải đi qua cửa của cải, tiền tài, không ai được qua cửa này mà vào quan tài. Hai chữ quan tài được ghép bởi chữ quan có nghĩa là thăng quan tiến chức, chữ tài có nghĩa là tài lộc, phát triển thịnh vượng. Vào thời kỳ trước giải phóng, chôn cất người chết bằng quan tài chỉ được sử dụng bởi những người giàu có hoặc địa vị cao. Xác chết được đặt trong quan tài biểu thị những người còn sống có địa vị cao trong xã hội. Hiện nay, quan tài được sử dụng phổ biến và rộng rãi cho người đã khuất. Tuy nhiên, trên thực tế, tùy theo điều kiện của từng gia đình hay vị trí của người đã khuất trong xã hội, mà quan tài cũng có nhiều loại, chất liệu, giá cả khác nhau. Thứ hai, giải mộng thấy quan tài là điềm báo tốt hay xấu? Nằm mơ thấy quấn người chết trong quan tài. Trong giấc mơ, bạn thấy người chết trong quan tài. Theo lý giải giấc mơ, điều này cho thấy vận may sắp đến với bạn. Lời tiên đoán này là do quan niệm sinh dữ tử lành của người xưa. Mơ thấy khiêng quan tài vào nhà. Bạn nằm mơ thấy có người mang quan tài vào nhà mình. Đừng quá lo lắng vì đây là một dấu hiệu đáng mừng. Điều này cho thấy sắp tới bạn sẽ gặp một niềm vui lớn hoặc bất ngờ về công việc hoặc gia đình. Có thể trong công việc bạn gặp được quý nhân nên có nhiều cơ hội tăng lương thăng chức. Nếu là chuyện gia đình thì có thể là sức khỏe của người thân bị ốm sẽ được cải thiện hoặc báo hiệu một tin vui về hạnh phúc. Nằm mơ thấy quan tài trên mộ. Trong giấc mơ của bạn, bạn thấy một chiếc quan tài bị bỏ lại trên mộ mà không được chôn cất. Theo các nhà phân tích mật mã, điều này báo hiệu sự khởi sắc về tiền bạc, tài lộc sắp đến với gia đình bạn. Mơ thấy quan tài giữa hai ngôi nhà. Giấc mơ này cho thấy vận may tài lộc trong năm đó sẽ đến với chiều hướng không tưởng. Đánh dấu năm đó là một năm bội thu không chỉ về tiền bạc mà còn là cơ hội thăng tiến cho gia đình bạn. Theo luận giải giấc mơ, điều này báo hiệu một năm đầy bất ngờ sẽ đến với bạn. Những tháng đầu năm bạn gặp một chút khó khăn trong cuộc sống, nhưng đến giữa năm và đặc biệt là cuối năm thì vận may của bạn vô cùng vượng phát. Điều này không chỉ dựa vào vận may rủi của bạn mà còn dựa vào những nỗ lực mà bản thân bạn bỏ ra trong suốt thời gian qua. Nằm mơ thấy quan tài có xác chết. Nằm mơ thấy quan tài có người thân chết trong nhà. Điều này cho thấy xung quanh bạn có một số mâu thuẫn không quá lớn nhưng vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Đừng quá lo lắng vì những điều này sẽ được giải quyết rất nhanh chóng. Nằm mơ thấy quan tài có xác người lạ. Nằm mơ thấy quan tài có người lạ chết trong nhà, có thể bạn đã vô tình làm tổn thương ai đó. Giấc mơ này cho thấy bạn đang khiến một mối quan hệ nào đó không thể cứu vãn được nữa, hoặc công việc của bạn trong thời gian sắp tới sẽ gặp một chút khó khăn. Nằm mơ thấy quan tài có xác chết tỉnh dậy. Nằm mơ thấy quan tài có xác chết bay lên cho biết sắp tới sẽ có quý nhân đến thăm nhà bạn. Anh em nghe rõ, về già đừng dại làm điều này nếu không muốn cuộc đời trở nên khốn đốn, không trốn chung thân. Sai lầm của nhiều người già là dốc hết tiền tiết kiệm cho con cái, không trở lại đường lui cho mình. Khi chúng ta bước vào tuổi già, người có thể lương tựa ngày càng ít đi. Người thân, bạn bè sẽ lần lượt rời ta đi. Người duy nhất không rời xa mỗi chúng ta chính là vợ chồng và các con. Nhưng cuối cùng, người bạn đời cũng sẽ sớm ra đi. Người bên cạnh lúc này chỉ còn con cái. Vậy mới có câu nuôi con để nhờ tuổi già. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, đặt hoàn cảnh niềm tin và phó mặc những năm tháng tuổi già cho con cái chưa hẳn đã là tốt.
Như câu chuyện của ông Zhang Ojin dưới đây khiến chúng ta phải suy ngẫm. Tôi và vợ đều là người lao động đã về hưu, người biết tích cóp. Chúng tôi đã mua nhà, mua xe từ khi còn trẻ, sau đó dự định an hưởng tuổi già với khoản lương hưu vừa đủ, 9.000 nhân dân tệ cho cả hai vợ chồng khoảng 30 triệu đồng. Cả hai đã bàn nhau dự định chuyển về sống ở quê, sử dụng khoản tiền tiết kiệm 300.000 nhân dân tệ gần 1 tỷ đồng và tiền trợ cấp để sinh hoạt hàng ngày và đi du lịch khắp đất nước một lần. Thế nhưng sau khi nghỉ hưu, chúng tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm. Mọi thứ bắt đầu từ thời điểm con trai tôi chuẩn bị cầu hôn bạn gái và muốn cha mẹ giúp đỡ để mua một chiếc xe hơi. Thế là chúng tôi đưa cho con trai khoảng 100.000 nhân dân tệ, khoảng 330 triệu đồng. Khi đã cầu hôn thành công, chúng tôi cũng cho con thêm 50.000 nhân dân tệ, hơn 160 triệu đồng để tổ chức tiệc cưới. Thành ra rồi ắt phải lập nghiệp, con tôi nỗ lực làm việc chăm chỉ để cáng đáng gia đình, là đứa hiếu thảo, dù bận rộn nhưng con vẫn thường xuyên gọi điện cho chúng tôi và nhấn mạnh rằng sẽ chăm lo cha mẹ lúc tuổi già, không bỏ mặc lúc ốm đau, luôn ở bên nhau như một gia đình. Cha mẹ cũng lên thành phố lớn ngắm nhìn cuộc sống hiện đại một lần trong đời, chứ con tôi đã nói. Cảm động trước những lời nói đó, vợ chồng tôi quyết định về sống chung với gia đình con. Trong thời gian con dâu ở cữ, hai đứa nhờ chúng tôi đỡ đần việc nhà, cả hai vợ chồng đều đồng ý, nghĩ đó là việc nên làm. Sau khi con dâu hết cữ thì đi làm trở lại. Công việc nhà vẫn do chúng tôi lo liệu, cộng thêm cả việc chăm cháu. Vào cuối tuần khi công việc rảnh rỗi, nếu không phải chăm sóc con nhỏ, con dâu cũng sẽ làm thay để hai vợ chồng cùng nhau ra công viên tản bộ, nhảy quảng trường. Sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của đời người mà bất kỳ ai cũng phải trải qua. Mọi người sinh ra rồi sẽ lớn lên và trưởng thành, sau đó về già gặp những ốm đau, bệnh tật. Ở tuổi 64, tôi cũng bắt đầu đến giai đoạn này. Đi khám bác sĩ, tôi phát hiện mình bị viêm khớp dạng thấp, đau nhức xương, đi lại khó khăn và phải ngừng làm việc nhà. Khi trời mưa gió, đầu gối càng nhức hơn, tôi thường trằn trọc cả đêm, ngồi không nổi, nằm không yên. Tới bây giờ, tôi thỉnh thoảng lại nghĩ tới dự định về quê an hưởng tuổi già, dù chỉ có hai vợ chồng già tự lo cho nhau nhưng sinh hoạt ở quê rất rẻ. Còn có hàng xóm láng giềng, thế nào cũng vui thú hơn việc nhốt mình trong bốn bức tường ở thành phố. Nhưng tôi cũng chợt nhớ ra, nhà cũ đã bán, chúng tôi trở về quê hương thì phải sống ở đâu? Mỗi một sự việc trong đời đều giống như những quân domino. Khi bắt đầu, chúng ta sẽ khó có thể lường trước toàn bộ hệ quả. Chỉ đến khi một quân đổ xuống kéo theo tất cả phía sau sụp theo, chúng ta mới tiếc nuối vì mình đã đưa ra các quyết định quá tùy tiện. Tôi cũng không hối hận về việc bán nhà vì điều đó giúp cuộc sống của con cháu được khấm khá đàng hoàng hơn trong tương lai. Tôi chỉ nuối tiếc vì mình chi tiêu mà không có kế hoạch. Có lẽ nếu suy nghĩ kỹ càng hơn, chúng tôi sẽ tìm ra những giải pháp vẹn cả đôi đường, chứ không rơi vào cảnh tù túng như hiện nay.